Hôm nay sẽ ôn lại tính chất của oxy lưu huỳnh, và theo nhật ký học tập của mình thì đây là bài thứ hai trong chủ bài ôn lại kiến thức môn hóa học lớp 10. Chương oxy lưu huỳnh này thì trong khi học thì thầy cô giáo ở lớp thì ít chú ý, ít ghi chú cho các bạn. Chính vì vậy mà mình mới làm ra cái này, và để cho chúng ta nắm chắc được kiến thức cơ bản cũng như là dễ dàng trong việc mà ôn thi đại học. Thi đại học có 2 năm, năm 2013 với năm 2014 thì nó ra cái bài oxy ozone, có cho một cái bài tập tính toán, tính thể tích của nó. Muốn biết tính thể tích thì nó phải thuộc được cái tính chất hóa học của nó, cái phản ứng hóa học nó thuộc nòng nòng thôi. Chúng ta vào bài tập, chúng ta vào bài học oxy. Oxy nó nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 8, có số hiệu nguyên tử là 8, và nó ở nhóm 6A, nhóm 6A. Chu kỳ 2 nó là tuần hoàn hóa học. Cấu hình E nó là 1s2 2s2 2b4. Này 2 cộng với 2 cộng với 4 nữa là 18. Đây số điện từ là 8 đây. Chính vì 8 cho nên ở ô nó ở bên ngoài nó có 6. Nó có 6 6E. Đấy. Sau đây lớp ngoài cùng nên nó ở nhóm 8A. Chúng ta quay lại cái bài tập mà cái này, cái bài tập mà chúng ta gọi là nhóm chu kỳ ấy. Thì chu kỳ nó là dãy nguyên tố, chu kỳ nó là ghi chú này, chu kỳ nó là dãy nguyên tố. Mà các nguyên tử của chúng có cùng số lớp E. Còn nhóm là gì? Nhóm chính là tập hợp các nguyên tố mà các nguyên tử có cấu hình E tương đồng nhau, do đó tính chất hóa học gần giống nhau, là xếp cùng một cột. Đây. Oxy thì Z nó bằng 8. Đây. Nó là khối các nguyên tố nhóm B, các nguyên tố B gồm các nguyên tố thuộc nhóm 3A và nhóm nguyên tố 8A. Oxy nó là Z bằng 8 nên là nó ở nhóm A. Nhóm A thì nó bao gồm nguyên tố S và nguyên tố B. Đây. Nhóm A thì bao gồm các nguyên tố thuộc nhóm S và nhóm B. Rồi. Tiếp theo công thức của oxy, công thức của oxy là nó như thế này, hóa trị nó là đây. Nó là liên kết, chúng ta dựa vào độ ổn định của nó để tính. Mình nhắc lại về độ ổn định. Các bạn còn lưu ý một điều nữa là độ ổn định của nó, thì để xác định chính xác nó là loại liên kết gì, liên kết cộng hóa trị có cực, liên kết không có cực, liên kết thì
cùng một nhóm ấy, trong cùng một nhóm ấy, thì bán kính nguyên tử sẽ tăng dần, còn giá trị của bóng đèn thì sẽ giảm dần. Từ trên xuống dưới thì nó là tính kim loại nó tăng, còn từ dưới lên trên thì tính thiết kim nó giảm. Quay trở lại, tiếp theo chúng ta cần phải tìm hiểu về tính chất vật lý của nó. Nó là một cái nguyên tử mà không màu, nó là một chất không màu, không mùi, không vị, và D của nó là bằng 32 × 29 1,1. Dưới áp suất khí quyển oxy hóa lỏng ở nhiệt độ là âm 183 độ C, nitơ trong nước nó là nguyên tố phổ biến thứ ba trong vũ trụ và là nguyên tố phổ biến nhất ở trái đất, chiếm 20,9% thể tích trong không khí. Dạng thu hình của oxy nó gồm có một cái là ozone, và nó có rất nhiều các đơn vị khác nhau được được chúng ta đề cập đến, đề cập sau. Đây, ozone thì nó có ba hạt ở trên, nó có ba liên kết hóa trị. Hiệu số độ bóng điện mà liên kết này liên kết gì, oxy nó là liên kết gì, các bạn do độ bóng điện nha, các bạn biết oxy nó là liên kết có cực hay không cực, rồi tính toán xem nó là liên kết cộng hóa trị không cực này. Vì sao? Vì chúng ta tính nó nằm trong khoảng từ độ ổn điện, giá trị độ ổn điện của nó nằm khoảng từ không cho đến 0,4, và nó là đôi e chung, không lệch về phía nguyên tử nào. Đây này, nó là một đôi e chung rồi, rõ ràng rồi. Đấy, nó là đôi e chung. Không lệch về phía nguyên tử nào. Dạng thu hình của nó chính là ozone O3. Dạng thu hình là ozone O3. Đấy. Mà khác, chúng ta còn phải tìm hiểu thêm một số tính chất của nó. Ví dụ như là tính chất hóa học, nó tác dụng kim loại. Đây, oxy nó tác dụng kim loại. Thì magie nó cháy trong khi oxy, khi chúng ta lấy một thanh magie, lấy magie nó còn vào oxy thì nó sẽ cháy. Với phản ứng là magie cộng với O2 này. Thì nó sẽ ra là magie đấy. Ở đây nó công bằng này, đây này, oxy 2, đây nó thêm vào 2 chưa. Đây là magie 2. Phản ứng này nó còn đòi hỏi là phải có nhiệt độ. Đấy, khi mà tác dụng phía kim
Tính chất thứ hai là oxy thất vùng phi kim. Khi mà thất vùng phi kim thì carbon nó cháy trong 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 oxy. Cháy trong oxy thì nó sẽ cháy ra là CO2 chứ không phải CO đó. Nhiều bạn biết là CO không đúng đâu. Đấy, nó ra CO2 và tác dụng với hợp chất. Đây, tác dụng hợp chất đây. Khi mà tác dụng hợp chất thì CO nó cháy trong không khí. Hợp chất hợp là nhiều thì carbon nó cháy trong không khí. Sau đó ethanol nó cũng có tác dụng với nó cháy trong không khí này. Không khí O2 đấy, O2 nó chiếm nhiều nhất, chứ 20,9% mà. Nên là khi mà cho thả vào trong không khí này, nó đốt nóng, nó cháy trong không khí. Ethanol cũng thế. Thông qua này, CO cháy trong không khí. Nó là 2CO. Cộng với 2 oxy. Đấy, nó ra là đây là 2CO2. Nó ra 2CO2. Các bạn thử viết từ công bằng nhé. Này dễ mà. Rồi tiếp theo ethanol cháy trong không khí. Ethanol nó là gì? Là C2H5O. Đấy, khi mà nó cháy trong không khí thì nó sẽ tác dụng với O2. O2 rượu đấy, rượu cháy trong không khí các bạn. Dưới tác dụng của nhiệt độ, nên nhớ là ở đây là có nhiệt độ nhé, có thay độ nhiệt độ. Đấy thì nó sẽ ra là 2CO2 và 3 nước. Nên nhớ cái giá trị của nó để dễ cho các bạn dễ công bằng thuộc luôn. Ra là 2CO2 cộng với bao nhiêu? Cộng với 3 nước.
đây các bạn công bằng là ok, bạn công bằng này, đây 2C này, 2C đủ rồi. Đấy, đây là 2 oxy nhân 2 là 4, 4 cộng 3 là 7, 7 trong kia đây có 2, mà đây có 1 rồi, thì ở đây còn 6, như vậy ở đây phải là 3. Đây, ứng dụng của oxy, ứng dụng oxy là oxy có vai trò quyết định của sự sống của người và động vật. Mỗi người mỗi ngày thì cần hít 20 đến 30 mét không khí để thở. Đây, nhu cầu rất lớn. Sau này thế giới phát triển thì có lần thầy mình đã từng bảo là sau này sẽ có một cái ngành, sau này sẽ có người ta sẽ bán một cái loại đáng oxy để thở. Ô nhiễm ý thức ra nhiều người không có. Hàng năm thì các nước trên thế giới đều sản xuất hàng chục triệu tấn oxy để đáp ứng hầu hết những nhu cầu cho công nghiệp. Tại vấn đề điều chế oxy thì như vậy cũng đâu cần phải quan tâm vấn đề điều chế oxy. Ta điều chế như thế nào? Đấy. Trong đề thi đại học năm 2013 nó có một cái bài như vậy. Nó hỏi bài điều chế oxy này chỉ cần viết phương trình thay số tính toán lát ra. Điều chế oxy trong phòng thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm thì chúng ta cần ít, không cần có gì nhiều, cho nên là trong phòng thí nghiệm thì người ta sẽ điều chế khi oxy điều chế một cách thường phân những hợp chất dầu oxy, hợp chất là dầu oxy là tôi lấy và tôi thường phân nó ra để nó tách chất rắn, tách nước và tách oxy riêng rẽ ra. Và một số nhiệt đối với một số chất mà nó nhiệt như K mà NO4 rắn, KCO KCl3 rắn. Đây, ta ví dụ như là người ta dùng KMnO4 KMnO4 đấy. Hoặc là người ta nên nhớ là ở dạng rắn nhé. Hoặc là người ta sử dụng KClO3 chất này cũng ở thời rắn đấy. Đó là những hợp chất dầu tính oxy. Trong ví dụ như là KMnO4 đấy, chúng ta thủy phân ra, nói chung nhiệt độ để nó nung ra thì nó sẽ được là K2MnO4 và cộng với MnO2 cộng với O2. Đây nó sẽ được một chất là K2MnO4. Và một chất nữa chính là MnO2. Chúng ta cộng tiếp với oxy. Đấy, quan trọng nhất là oxy này.
trong sản xuất công nghiệp, trong công nghiệp thì họ sẽ làm gì? Trong công nghiệp họ sẽ từ không khí, thì không khí sau khi đã loại bỏ hết hơi nước, nhé, rồi carbon dioxide được hóa lỏng, thì giai đoạn trưng cất không khí lỏng để thu được oxy. Trưng cất đầu tiên là trưng cất không khí lỏng đã. Đấy, oxy được vận chuyển thành những bình có dung tích là 100 lít, áp suất là 150 atmosphere. Đấy, oxy sẽ được trưng cất phân đoạn không khí lỏng. Người ta sẽ trưng cất phân đoạn nhé. Đây mình nhầm, có khi nó hỏi trắc nghiệm nó báo cái chữ phân đoạn không để ý chết. Đấy, còn tơ nước thì sao? Người ta dùng nước sao? Người ta điện phân nước. Điện phun nước, nước có hòa một ít 2, 4 và NaOH để tăng tính dẫn điện của nước. Nước sẽ được hòa với một ít H2S4 4 và NaOH. Đấy, để tăng tính dẫn điện của nó. Tăng tính dẫn điện của nó. Và người ta thu được oxy ở dương khí hydro âm, người ta sẽ thu được oxy ở cực dương. Hydro ở cực âm. Phản ứng, người ta phản ứng rất đơn giản, đó là phản ứng thi phân nước. 2H2O, 2H2O, mình ghi nhanh lên. Nó sẽ thi phân ra được 2 cộng với OI. Đấy, vậy là xong. Sản phẩm ozone thì ozone là một dạng thu hình của oxy, nó chính là tính chất của nó chính là cái dạng thu hình của oxy. Đấy, ozone là cái khí màu xanh nhạt và có mùi đặc trưng. Rồi á, xanh nhạt và màu đặc trưng. Cái lần mình đốt vào tờ giấy trên không khí thì mình thấy nó có màu xanh nhạt. Đấy, đó chính là cái khí này. Hóa lỏng ở nhiệt độ là âm 112 độ C. Còn oxy nó hóa lỏng ở nhiệt độ nào? Âm 183 độ C. Âm 183. Nghĩa là ozone này nó hóa lỏng thì nhiệt độ nó còn tăng hơn rất là nhiều. Tăng một ít so với oxy hóa lỏng ở nhiệt độ
âm 112. Âm 112 độ C. Đấy. Và khi ozone tan trong nước nhiều hơn so với khí oxy. Đấy, nó tan trong nước. Tan nước nhiều hơn khí oxy. Ozone là một trong những chất mà có tính oxy hóa rất mạnh và mạnh hơn oxy. Ozone là một chất có tính oxy hóa rất mạnh và mạnh hơn oxy. Nó là có tính oxy hóa rất mạnh. Và ozone tác dụng hầu hết với kim loại, và nó chỉ trừ là vàng và kim. Trừ vàng và kim nè. Nhiều phi kim và hợp chất hữu cơ vô cơ cũng rất nhiều. Đấy. Ở điều kiện bình thường thì oxy không oxy hóa được vàng, nhưng mà ozone lại oxy hóa được vàng. Thành đạm oxit. Nó oxy hóa được bạn nhé, trong điều kiện bình thường luôn. Ozone mà oxy hóa được bạn. Hai bạc cộng với O 3 tác dụng oxy thì nó sẽ được là A2O. Và nó còn cộng với thêm là Y nữa. Đấy. Thế chúng ta hoàn toàn có thể biết được sự khác nhau giữa oxy và ozone. Ozone trong tự nhiên. Ozone trong tự nhiên thì khi mà ở trong tự nhiên nó có sự ozone được tạo thành trong khí quyển, nó có sự phóng điện. Tia chớp xét trên mặt đất thì ozone sinh ra do sự oxy hóa chất hữu cơ. Ozone tập trung trên ở lớp khí quyển trên cao cách mặt đất là 30 đến hoặc là dưới 20 km. Là tầng ozone được hình thành do tia cực ngoại mặt trời chuyển hóa oxy thành ozone. Chúng ta có thể khi mà dưới tác dụng của tia cực ngoại. Độ cao không khí là 20 đến 30 km thì phân tử oxy sẽ chuyển thành ozone. Hay nói cách khác, phản ứng nó như sau. 3 3O2 nó sẽ thành 2O3. Đấy, tầng ozone hấp
thủ tiêu tử ngoại từ tầng cao không khí. Đấy. Và nó bảo vệ cho con người và sinh vật, nó đỡ tránh được tác hại của những cái tia này. Ứng dụng là không khí chứa lượng nhỏ vô 1/1000000 thể tích tác dụng là nó làm cho không khí trong lành, nhưng lượng lớn sẽ có hại cho con người. Ozone, nếu mà ozone nếu có lượng lớn cho con người. Và những ứng dụng ozone là dựa vào tất cả oxy hóa mạnh đó. Trong công nghiệp thì người ta dùng ozone để tẩy trắng tinh bột. Đấy. Người ta dùng để tẩy trắng tinh bột. Và dầu ăn và những thực phẩm rác trong nhà thì ozone được dùng để chữa sâu răng. Và trong đời sống thì ozone dùng để sát trùng. Đây hôm nay vào bài học chiếu lại các slide. Đấy, điều chế thì dùng KMnO4 và KClO3 có thể chân cấp không khí hóa lỏng hoặc là những phong nước hóa lỏng ozone hóa lỏng 112 độ C. Trong điều kiện bình thường thì ozone tác dụng được oxy hóa được bạc, trong đó oxy thì không. Sang bài chính là sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực, đó là đáp án đúng là B2. Đây chúng ta tìm hiểu thêm một điều nữa. Đấy, và tính toán độ ổn định của nó. Sau khi tính toán độ ổn định của nó rồi, chúng ta xác định nó là liên kết cộng hóa trị gì không cực thì có cực. Đấy. Đây là tìm hiểu mục tiêu này thì để đánh giá liên kết trong phân tử hợp chất dựa vào hiệu số độ ổn định, người ta thường phân loại tương đối liên kết hóa học quy ước kinh nghiệm của độ ổn định sau từ 0 đến 0.4. Đây cái chúng ta giá trị thì tính toán giá trị thì nó nằm ở 0 cho đến 0.4, cho nên nó chính là O2. Nó là liên kết cộng hóa trị không cực. Còn liên kết ion là nó nằm trong khoảng nào? Ion giá trị của nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 1.7. Còn liên kết cộng hóa trị có cực nó sẽ bé hơn 1.7. Còn liên kết cộng hóa trị không cực nó sẽ bé hơn 0.4, nhưng mà nó luôn lớn không nhá, chẳng có cái nào mà nó lớn không cả. Sau bài 2, hành trình chứng phần hóa học để chứng minh rằng ozone và oxy đều có tính chất oxy hóa. À, dẫn chứng như sau. Ozone này nó tác dụng với kim loại oxy và hầu hết kim loại từ bạc kim vàng bạc ra. Ozone thì tác dụng hầu hết kim loại trừ bạc và trừ vàng và bạc kim. Ozone oxy nó có thể tác dụng đây khi mà tác dụng với kim loại giả bài này đặt vào bài tập 2. Đây là bài tập 2. Bài tập 2 được giải như thế nào? Đây chúng ta phải minh họa để cho oxy và ozone đều có tác dụng kim loại.
ví dụ đi, dù ta dùng cái sắt thì oxy ozon đều ta dùng cái sắt. Oxy ozon đều ta dùng sắt. Sắt mà cộng oxy ấy, nó sẽ ra là F2O4. Đấy. Oxy ozon đó mà tác dụng với bạc ấy, nó sẽ ra là H2O cộng oxy. Đây, tác dụng kim loại. Cả hai đều được tác dụng kim loại. Chứng tỏ là nó có tính chất oxy hóa. À, tác dụng phi kim luôn. Đấy. Tác dụng phi kim. Cùng với kim đây, phosphor cộng với oxy và C cộng với O3 đấy. Tiếp theo nữa là nó là tác dụng như hoặc chất hữu cơ vô cơ. Đây, nó đều có tính chất hết. CO2H5H cộng với O2 là CO2 cộng với nước. H2SO cộng với O2 thì nó sẽ ra là nhầm ở đây là O3 thì nó sẽ ra 2SO2 và 2 nước. Đấy. Tuy nhiên nó hỏi là ozone có tính chất oxy hóa mạnh hơn oxy. Đây, đặt trước mình đã nói rồi. Trong đường thường bình thường thì nó oxy nó không tác dụng được với bạc, nhưng mà ozone lại oxy hóa được bạc. Trong đường thường bình thường nhá. Và so với phân tử O2 ấy, thì phân tử O3 nó kém bền hơn giữa phân hủy. Oxy là phân tử hoạt động mạnh hơn so với ozone, nó hoạt động mạnh hơn so với oxy nếu mà xét về tính chất oxy hóa. Bài 6 chúng ta quay lại cái bài này. Đây, có một hỗn hợp khí oxy và ozone, trong thời gian thì ozone phân hủy hết tạo được một chất hỗn hợp khí có thể tích là 2%. Đây, phản ứng đây hay giải thích sự gia tăng của không khí, gia tăng thể tích khí hỗn hợp khí. Ta đặt công thức ra, ta viết đầu tiên ta viết phương trình, đặt ít mol y mol gì đấy ra. Giờ chúng ta giải đi, đặt ít y là người số mol của O2 trong hỗn hợp. Đấy. Và tiếp theo nữa là chúng ta viết phản ứng ra. Y thì được 1,5 y. Trước phản ứng thì ta có ít cộng y mol hợp. Đấy. Ta có hỗn hợp của oxy và hỗn hợp của ozone, đúng không? Nhưng mà sau đó thì sau phản ứng thì ta được là ít cộng với 1,5 y, nó ra oxy đó mà. Đấy. Ta sẽ ra được là 1,5 y. Và lúc bây giờ ta cộng trừ, ta lấy cái trước hỗn hợp từ sau hỗn hợp đã ra số mol mà nó dư số mol tăng. Số mol tăng thì là cái này. Đấy, ta lấy trước hỗn hợp là y cộng y, ta trừ cho cái sau hỗn hợp này.
là trừ đi, thì nó ra thông qua cái công thức này 2O3. Khi mà phân hủy ra nó sẽ 3 oxy. Đấy rồi, ta thấy độ chênh lệch là 0,5 y. Bây giờ thì dễ rồi. Bây giờ mà nếu mà muốn giải thích sự gia tăng, nó là do có 0,5 y tăng lên. Đấy. Xác định phần trăm thể tích của khí hỗn hợp ban đầu. Vậy ta phải tính số mol của khí hỗn hợp ban đầu sẽ ra 0,5 y là tương ứng với 2%, cho nên y sẽ tương ứng với 4%. Đấy. Ban nãy mình tính hết rồi. Người tính ra rồi đấy. Rồi. Dạ rồi, tiếp theo là bởi phần trăm khí oxy là 96% của ozon là 4%. Ozon này, ozon ta đặt, ban nãy ta đặt là x là số mol của Y. Đặt x là số mol của Y. Y là số mol của ozon. Thì thông qua đó ta dễ dàng giải được bài đó, ta dễ dàng suy ra được ban nãy là 0,5 y mà nó tương ứng với là tương ứng với 2%. Đấy, cái đầu đề nó đã cho rồi. Đây xác định phần trăm thể tích, biết rằng là ozone bị phân hủy hết, ta được một hợp chất khí duy nhất có thể tích là 2%. Chất này là chính là 3 oxy đấy. Nó chiếm 2%, nghĩa là 0,5 y thì chiếm 2%, y thì mới chiếm 4%. Vậy phần trăm của khí oxy lúc ban đầu là 900% mà ozone là 4%. Chúng ta đang nhìn lại nào. Thì oxy và ozone đều tác dụng kim loại, 3 sắt cộng với 2 phân tử oxy thì ra Fe3O4. Đấy, 2 bạc cộng với ozone thì nó ra là Ad2O và cộng với oxy. Tác dụng với kim thì nó đều tác dụng với pho và carbon. 4 pho cộng với 5 oxy thì sẽ ra Be2O5, 2 Be2O5. 2 carbon cộng với 2O3 thì sẽ ra là 2CO2 cộng với oxy. Tác dụng với nhiều chất hữu cơ nữa. Bài tập kết thúc bài giảng. Bài